đô thị kiêu hùng hệ thống phong vũ thiên hạ giang bạch sống lại. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Tháng 3 bên trong, nguyên bản bầu trời xanh thẳm giờ khắc này bên trong mây đen nằm dày đặc, trận gió thổi qua, cuốn lấy liễu diệp khẽ dương lên, chợt có điện quang xẹt qua hư không lóng lánh. Kéo dài mưa phùn khắp cả tung đại địa. Này tối tam khí trời nhường tâm tình của người ta cũng theo khó chịu lên ngơ ngác ngồi ở đây đơn sơ phòng đi thuê cửa răng bạch, lúc này tâm tình vào giờ khắc này đúng như trước mắt cái kia ảo 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 rơi xuống nước mưa giống như vậy, toàn bộ tâm đều bị đánh thành cái sang. Mở cái gì quỷ chuyện cười? Đây là cái nào? Thủy Lam Tinh, không gian song song, ta là xuyên qua rồi vẫn là gặp quỷ một lát phục hồi tinh thần lại răng bạch, không nhịn được chiếu chính mình cái kia thanh tú gò má mạnh mẽ một cái tát mạnh hạ xuống, xác nhận quay hàm thật sự đau đến khó chịu sau. Không nhịn được tự lẩm bẩm cũng không trách hắn dáng dấp như vậy, đổi thành ai ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ ngạc nhiên phát hiện mình tuổi trẻ 10 tuổi, lăng miễn cưỡng thay đổi cái thế giới cũng sẽ bộ dạng này sợ là không bằng giang bạch đây phải biết hàng này đã thuộc về thần kinh tương đối lớn đổi thành người bình thường còn không biết muốn thế nào đây làm không cẩn thận làm cho người ta đưa đến bệnh viện tâm thần đều không nhất định thủy lam tinh là một quả địa cầu thế giới song song tình huống cùng địa cầu đại thể tương đồng trừ một chút chi tiết nhỏ hơi có sự khác biệt người hoàn toàn có thể cảm thấy nơi này chính là 10 năm trước địa cầu, chúc mừng ngươi thiếu niên ngươi trúng thưởng, ngươi sống lại. Giữa lúc Giang Bạch không rõ làm mất mặt thời điểm, một hết sức trang bức âm thanh ở Giang Bạch trong đầu vang lên. ngươi là ai? Giang Bạch đầu tiên là sững sờ, bỗng nhiên cả kinh. Gặp quỷ đây là, ta, ta là đại kiêu hùng hệ thống. Lai lịch của ta, ngạch người không biết cũng được ngược lại thiếu niên a à, ngươi gặp may mắn ta đem ngươi mang tới nơi này cuộc đời của ngươi đem triệt để không giống quản nhiều chuyện như vậy làm gì chứa đựng ngươi uy vọng ta đem cho ngươi vô cùng chỗ tốt âm thanh lần thứ hai vang lên hoàn toàn không thấy giang bạch vấn đề bắt đầu tự mình nói với mình đại kiêu hùng món đồ quỷ quái gì vậy giang bạch có chút mộng bức hắn phát hiện đầu óc của chính mình triệt để chuyển có điều đến rồi đại kiêu hùng hệ thống là vì đem ngươi bồi dưỡng thành kinh thiên động địa đại kiêu hùng mà sinh lấy uy vọng điểm làm căn cơ thu hoạch uy vọng điểm liền có thể thu được ngươi muốn tất cả hệ thống âm thanh lần thứ hai vang lên từng luồng từng luồng tin tức tùy theo xuất hiện ở giang bạch trong đầu nhường giang bạch đối với cái này uy vọng hệ thống có bước đầu hiểu rõ đơn giản tới nói thật giống như là cái trò chơi, Giang Bạch hoàn thành nhân vật chứa đựng kinh nghiệm, đổi lấy muốn tất cả chỉ đơn giản như vậy. Giang Bạch ngươi cho lão tử lăn xuống đến. Ngày hôm qua bàn giao chuyện của ngươi ngươi làm thế nào rồi, chính vào thời khắc này một người tên là Hiêu âm thanh ở trong nhà vang lên ở này mưa phùn dưới, ba bốn trang phục hoa lý hồ tiếu lưu manh một cước đá vang này ba tầng cho thuê phòng cửa lớn, vừa vào cửa chính là như thế một tiếng giống to. Chỉ vào lầu ba sân thượng dưới mái hiên cái kia gì sắt lan can giật giang bạch gọi lên. T, xoa xoa đầu, giang bạch thu dọn một hồi ký ức, nhớ tới hàng này là ai? trung gian cái kia tóc vàng tiểu tử gọi lưu bân, mảnh này có tiếng một tiểu lưu manh, cùng chính mình cũng coi như nhận thức, chỉ là không quen. Nguyên bản giang bạch tính cách nhu nhược, đối với loại này dương nanh múa vuốt hàng là có thể trốn liền trốn tuyệt không trêu chọc đàng hoàng làm chính mình trung tâm giải trí tiểu bảo an. Qua chính mình u ám nhân sinh, kỳ vọng tương lai tìm cái không sai lão bà, yên phận qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn hai người thật giống như hai cái phân biệt rõ ràng nước sông bình thường cả đời nên đều sẽ không có quá nhiều giao tiếp đô thị kiêu hùng hệ thống phong vũ thiên hạ văn học đạo tặc mộng nát nghe chọn bộ tại mê truyện audio com lần thứ nhất chuyển động rút thăm trúng thưởng chín cái khen thưởng sẽ xuất hiện một lần danh sách nhường ngươi rõ ràng khen thưởng nội dung có điều chỉ cái này một lần lần sau rút thăm chúng thưởng bắt đầu tất cả đều là lập tức khen thưởng tự động ẩn dấu khen thưởng nội dung dựa theo màu sắc khác nhau khen thưởng đẳng cấp không giống phân biệt là màu đen màu trắng màu xanh lam màu tím đương nhiên còn có càng cao cấp kim sắc có điều đó là cao cấp rút thăm chúng thưởng phạm trù sơ cấp cùng trung cấp rút thăm chúng thưởng sẽ không xuất hiện kim sắc màu tím thì lại có nhất định xuất hiện tỷ lệ xuất hiện tỷ lệ tùy cơ thiếu niên A, à, bắt đầu đi, đi tới ngươi lóe sáng lượng nhân sinh đường, truyền. Răng Bạch không nhịn được trong lòng hống một tiếng, sau đó một giây sau slot machine trên cái kia chín cái ô bắt đầu nhanh chóng chuyển động, từng cái từng cái xẹt qua kim chỉ. Mấy giây sau tốc độ giảm bớt, đủ loại ô không ngừng biến hóa. Ta muốn một đêm phất nhanh, một đêm phất nhanh nhìn ô chậm rãi chuyển động xẹt qua màu trắng kim chỉ giang bạch không nhịn được trong lòng đọc thầm điên cuồng nói đâu đâu lên nhìn chằm chằm cái kia màu tím ô vuông con mắt đều sắp sung huyết màu trắng ô chậm rãi xẹt qua kim chỉ mười vạn khối diễm ngộ cao cấp tán đà tinh thông từng cái mà qua cuối cùng màu đen ô vuông vững vàng rơi vào kim chỉ trên nhường giang bạch nhất thời mắt tối sầm lại ta sát giang bạch không nhịn được suýt chút nữa rơi chân vật quỷ này dĩ nhiên cái gì đều chưa cho chưa cho ô không đúng nguyên bản giang bạch đã chuẩn bị nhảy lên đến chửi má nó nhưng là hắn ngạc nhiên phát hiện này ô lại vẫn ở chuyển động chỉ là tốc độ kia chậm kinh người hầu như không dễ phát hiện ngay ở vừa nãy hắn tức giận đến sắp chửi má nó thời gian trong màu đen ô xẹt qua đánh đại đại dấu chấm hỏi màu tím ô xuất hiện ở trung ương Chúc mừng ngươi thiếu niên, thu được màu tím khen thưởng, năng lực đặc thù đã gặp qua là không quên được, hệ thống thanh âm vang lên, mang theo vài phần chế nhạo cùng cân nhắc. Một giây sau một luồng năng lượng tiến vào răng bạch thân thể, hắn cảm giác đầu tê dần, sau đó từng luồng từng luồng ký ức tùy theo tuôn ra giang bạch từ nhỏ đến lớn dù cho là trẻ mới sinh thời kỳ ký ức đều trong nháy mắt hiện lên rõ ràng trước mắt phẳng phất vừa trải qua giống như vậy không riêng là hiện đô thị kiêu hùng hệ thống phong vũ thiên hạ một hồi phát hỏa nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com chu tiên nói thế nào năm đó ta mất ăn mất ngủ không ngủ không ngớt nhìn chừng mấy ngày đây hiện tại cuối cùng cũng coi như có báo lại ai lúc đó làm sao không biết xem thêm điểm sách đây một bên cảm thán hối hận một bên trong thời gian cực ngắn giang bạch mở ra computer bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng gõ chữ đem năm đó ký ức một chút sách viết ra có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh giang bạch căn bản là không cần đi hồi ức cái gì ngồi ở chỗ đó hai tay như điện mười ngón như rừng bùm bùm mấy tiếng miễn cưỡng viết mấy vạn tự tìm thế giới này nổi danh nhất hoa hạ văn học lưới, đăng ký cái tác giả tài khoản, viết cái giới thiệu tóm tắt trên chuyện hai chương, đem sách truyền cho biên tập xét duyệt sau. Giang Bạch chậm rãi xoay người đứng lên. Ùng ục, cái bụng ùng ục âm thanh vào thời khắc này vang lên, bận bịu mấy tiếng ép căn bản không hề ăn no Giang Bạch giờ khắc này có chút đói bụng. Sắc mặt một quính, Giang Bạch lại cho mình hạ xuống một bát mì, còn cố ý bỏ thêm hai cái trứng trần, miệng lớn bắt đầu ăn. Đúng rồi, ta ngày hôm nay còn có 5 huy vọng điểm, không biết vật này có ích lợi gì. Hệ thống ngươi ở đâu? Nói cho ta 5 điểm uy vọng có thể đổi cái gì? Giang Bạch chợt nhớ tới uy vọng điểm có thể ở hệ thống nơi đó đoái đổi đồ vật sự tình, vừa ăn một bên ở trong đầu hỏi dò Thiếu niên, 5 điểm uy vọng hơi ít, có điều ngươi yên tâm làm vĩ đại hệ thống ta không gì không làm được, 5 điểm uy vọng có thể đổi rất nhiều thứ a à, ta danh sách cho ngươi hệ thống cái kia tiện đô thị kiêu hùng hệ thống phong vũ thiên hạ bát cực tông sư nghe chọn bộ tại mê truyện audio com hắn không biết nơi này mạng lưới xem so với đời trước phát đạt bản quyền ý thức rất nặng có quan hệ hơn nữa giang bạch viết sách này lập dị có thể nói khai sơn tác phẩm tự nhiên thành tích muốn so với hắn theo bản năng cho rằng tốt ra mấy lần chúc mừng ngươi thiếu niên, thanh danh bước đầu dần lên cao, thu được uy vọng 12 điểm. Ở Giang Bạch cảm thán, Chu Tiên, mạnh mẽ đồng thời, hệ thống âm thanh ở Giang Bạch trong đầu vang lên, 12 điểm uy vọng. Ta đã làm gì? Giang Bạch sững sờ, có chút không rõ, hắn chỉ là ngủ vừa cảm giác có thể cái gì cũng không làm a, à, làm sao sẽ đạt được 12 điểm uy vọng. Phải biết ngày hôm qua hắn lấy dũng khí, một mạch cho Lưu Bân trên đầu mở ra bảy cái lỗ hồng cũng mới đạt được 5 điểm uy vọng, này 12 điểm ngủ một giấc thì có. Danh vọng cũng là uy vọng một loại, thiếu niên, bút danh của ngươi Giang Bạch hiện tại đã rất phát hỏa, bị rất nhiều người biết, vì lẽ đó ngươi có thể thu được uy vọng. Có điều đáng tiếc, thời gian quá ngắn ngươi danh vọng có hạn, hơn nữa phương pháp này thu được danh vọng tỷ lệ phi thường thấp dựa theo các ngươi lời giải thích 100 click mới khả năng sản sinh một có mãnh liệt hứng thú người, mà một có mãnh liệt hứng thú người chỉ có thể mang cho ngươi đến một phần trăm huy vọng. Nói cách khác 10.000 cái click ngươi có thể thu được một điểm huy vọng, 12 vạn vừa vặn chính là 12 điểm huy vọng. Chúc mừng ngươi thiếu niên, ngươi lại được một thu được huy vọng con đường, ngươi kiêu hùng chi lộ lại gần rồi một bước rất nhanh hệ thống cho giang bạch muốn trả lời nhường giang bạch vốn là tâm tình kích động càng thêm dâng trào đô thị kiêu hùng hệ thống phong vũ thiên hạ hồng nhan cũng là họa thủy nghe chọn bộ tại mê truyện audio com giang bạch cũng không phải loại kia thấy nữ nhân liền không nhúc nhích tuy rằng nữ nhân trước mắt quả thật không tệ nhưng là đối phương thái độ hiển nhiên không phải tốt như vậy giang bạch cũng không cái gì cầm nhiệt mặt đi thiếp lạnh cái mông quen thuộc Thấy nữ nhân sinh đẹp đại lấy lòng, liền mặt cũng không muốn sự tình giang bạch chân tâm không làm được, nhún nhún vai, cũng không phản ứng nàng, xoay người xoa bóp thang máy chuẩn bị rời đi. Thái độ như vậy lại làm cho trước mắt hồng y mỹ nữ sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng lộ ra cân nhắc nụ cười. Miễn cưỡng chống đỡ lên thân thể chính mình, loạn trò loạn trọng đi tới giang bạch bên người, trắng nõn cánh tay tùy ý khoát lên giang bạch trên bả vai cái kia phun ra nuốt vào nhiệt khí môi nhích lại gần, dùng cực kỳ mê hoặc âm thanh ở giang bạch bên tai ôn nhu nói. Anh chàng đẹp trai ngươi là mới đưa đến. Ta tên Diêu Lam, người đây. Thật giống ở có một quãng thời gian, làm sao đều chưa từng thấy ngươi, Giang Bạch. Giang Bạch theo bản năng nhíu mày lại, nhìn về phía trước mắt Diêu Lam, sau đó khóe miệng lộ ra một tia thiện ý nụ cười nói rằng. Làm cái gì, Diêu Lam?